lô ghế Neva gỗ cao su, bọc simili giấy da. Cái này là bọc nệm 2 tầng, một tầng mặt gỗ và tầng trên là mặt nệm. Lô ghế này 40 cái, đem ra quay phim chụp hình chắc khoảng hai mấy cái à. Ghế này anh chị có thể chọn màu sơn, màu simili hoặc là màu vải, bên xưởng sẽ làm theo cầu. Ghế này và này ở xưởng làm hai phiên bản, một phiên bản gỗ cao su hoặc là gỗ tầng bì, gỗ áp. Hàng có sẵn, chỉ cần anh chị đặt màu sơn và màu vải, bên xưởng tiến hành làm ngay. Khung phôi có sẵn số lượng lớn tại xưởng. Lô này giao khách ở đường Nguyễn Cơ Thạch, quận 2. Đây mình quay cận cảnh thêm lần nữa cho anh chị xem. Đây một tầng mặt gỗ đây. Tầng trên là mặt nệm,